logo là em yêu. Để nói em nghe điều này nhé. Bọn có một cái gì mà lớp học bất ổn, nam sinh dịch lại đoạn chính tả khiến cả dân mạng cứ tưởng đâu đang thả thính. Được biết đang trong quá trình học môn tiếng Việt thực hành thì cô giáo gọi đứng lên dịch thuật lại đoạn văn bản mẫu trên bảng. Thế nhưng không hiểu sao dịch ra nó lại thành một bài thả thính đẳng cấp cưa đổ mọi cô gái khiến dân mạng trầm trồ. Logo là em yêu. Để nói em nghe điều này nhé. Bọn có một cái gì mà em yêu nó thì phải hiểu nó cả đầu nó rồi. Hai con mắt anh nhìn em, hai con ba bằng nhau. Chị bà coi. Giờ nói gì? Năm giác quan. Rồi. Năm cộng hai bằng bảy. Bảy ngày một tuần anh nhớ em. Bảy cộng năm 12. 12 tháng một. Một năm anh mơ về em và 99 cộng một bằng 100. 100 năm anh cần có, anh cần có một người, anh cần có một người như em bên cạnh. Yêu em mà hãy đồng ý làm người yêu nhé. Mời đẹp, mời đẹp. Nhiều bạn hài hước để lại bình luận rằng đúng là lớp học bất ổn thật, nghe anh dịch mà cứ tưởng đang học cách tán gái. Đỉnh luôn bạn ơi, tôi lại có thêm một ý tưởng đi thả thính nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.